Ok, xin chào tất cả anh em nha. Mình mới rửa xe xong thì trời lại mưa nữa rồi. Nói chung là trong khoảng thời gian lần này là trời mưa rất là nhiều, nên cái việc tránh mưa là không thể đâu. Anh em muốn sạch xe, giữ kỹ xe thì chỉ có một cái hướng pháp giải quyết duy nhất là anh em không chạy xe và cất xe ở nhà chùm mền. Vui. Đây là cable CBR250RR lên cho R15V3. Thì mình cũng đã có clip để mà đi gắn cable này cho anh em xem, cũng đã test nhẹ thử tiếng bô cho anh em xem rồi. Nhưng mà mình chưa có clip nói lên cái cảm nhận thật của mình, những cảm nhận mà khi mà mình thay bô này như thế nào. Thì mình sẽ hẹn anh em vào một vài ngày tới, mình sẽ có những cảm nhận thật hơn, đúng hơn, chính xác hơn, mình sẽ review nó cho anh em. Thì các bạn cũng biết rồi, trước đây mình dùng cable Yoshimura, mình sẽ để hình ở bên trái này cho anh em xem. Thì đến ngày hôm nay mình đã thay nó ra và mình có để nó ở lại F1 Store đấy. Một số anh em mà xem kênh channel của mình có quan tâm đến thì mình tiện mình nói luôn là mình đang muốn bán lại cable Yoshimura đó giá steel để cho anh em nào có sử dụng á thì sử dụng lại cái bô đấy của mình. Thật sự anh em xem review, anh em xem kênh của mình thì anh em cũng biết được là mình sử dụng và giữ kỹ xe như thế nào rồi, nên cái tình trạng bô thì anh em vẫn yên tâm đi, nó sẽ rất là đẹp. Nói chung á, bô đã qua sử dụng nhưng mà mình rất là giữ kỹ cái bô đó, nên các bạn không cần phải quá lo lắng về việc cái bô đó là xấu tệ như thế nào. Thì trước đây mình có báo giá cái bô của mình mua rồi và cũng đã đi gắn cái bô đó rồi, thì cái bô đó là trước mình mua là 2,7 triệu á. Mà anh em là có nhu cầu quan tâm muốn thì anh em cứ liên hệ hoặc là comment vào trong YouTube của mình, ở trong phần mô tả thì mình có để Facebook của mình á, anh em cứ thẳng thắn liên lạc với Facebook của mình đi ha, mình sẽ hỗ trợ anh em. Thì cái bô đó mình để lại với giá là 1,7 triệu là anh em tự lắp ráp nha. Mình sẽ dắt anh em ra F1 Store rồi công lắp ráp hay như thế nào đó thì anh em cứ lắp ráp. Và ai mua cái bô đó thì mình sẽ tặng cho anh em một cái bộ cặp móng mèo này. Đấy. Mình dư một cái cặp móng mèo này thì mình sẽ tặng anh em để anh em gắn lên xe trang trí luôn. Cái bô đó là mình gửi anh ở chủ shop F1 Store VN rồi. Thì mình sẽ để lại giá cho anh em là 1,7 triệu. Em mua thì cứ liên hệ nha. Anh em mình sẽ chen ngang ở đây một tí nha. Là lúc trước á, mình có gắn cái motor warp này. Anh em chắc anh em chơi xe, anh em biker, anh em cũng biết cái motor warp này là gì đúng không? Motor warp này á, là cái giá đỡ điện thoại, cái giá gắn điện thoại, để anh em nào mà đi phượt hay là anh em cần dùng với điện thoại chỉ map á, cố định cái motor warp này là rất là chắc chắn. Thì cái motor warp này á, nó là thương hiệu khá là nổi tiếng rồi, anh em biker này ai cũng biết rồi. Đây motor warp này. Thì cái này của mình á, là cái loại là có sạc nha. Đây, cổng sạc của nó được che chắn bởi một cái lớp cao su này để chống nước. Chống nước cực kỳ tốt nha anh em. Đi mưa hay đi gì anh em bịt cái cao su này lại là không bao giờ vào nước ha, nên không có sợ rò điện, rỉ điện đâu. Thì anh em muốn sạc thì anh em mở cái lớp cao su này ra thì nó xét cổng, nó có một cái cổng USB-A. Anh em gắn cái dây sạc vào trong cái cổng USB-A này và anh em gắn vào điện thoại của chúng ta thì điện thoại của chúng ta sẽ được sạc thôi. Rất là đơn giản đúng không? Cái motor warp này mình đã sử dụng rồi. Thật sự là mình gắn như vậy thôi, gắn kiện thôi chứ cũng không có sử dụng nhiều, tại vì mình không có đi tour nhiều. Với lại điện thoại của mình, mình xài tới 2 cái điện thoại lận nên cũng không có bị hết pin, cũng không có xài. Đây là cái dây điện của nó nè anh em. Cái dây điện này cũng lắp đơn giản lắm. Anh em cứ mở dàn áo ra, mở cái yếm ra, rồi anh em câu dây điện này vào bình là xong. Rất là đơn giản ha. Thì cái này mình anh em nhìn xem này, còn rất là mới, motor warp, kiểu như là mình còn không xài luôn ý, nên anh em nhìn xem rất là mới ha. Cái này là mình mua lúc trước là tầm 350.000, có một cái video clip mình đi gắn nó luôn ha. Bây giờ mình không sử dụng nữa tại vì mình thấy nhu cầu của mình không dùng nó nhiều và mình không có đi tour nhiều đấy, nên mình sẽ gỡ nó ra và bây giờ mình muốn chia lại cho anh em đang sử dụng, có thể sử dụng cái sản phẩm này cần thiết với anh em, với một cái giá cực kỳ rẻ. Mình để anh em vơ lại với giá là 200.000 thôi, 200.000 cho cái motor warp có tích hợp sạc luôn. Cái motor warp này nó có hai cách bắt nha anh em. Anh em nhìn đây nè,
Cái này là mình có thể bắt được trên ghi đông hoặc là trên chảng ba trên bàn thờ. Còn không thì anh em gỡ cái phần này ra, chúng ta có thể gắn trên kính chiếu hậu. Đây, phần này, cái phần tròn tròn này nè, chúng ta có thể gắn lên kính chiếu hậu. Rất là easy. Thì anh em nào lấy, mình sẽ dẫn anh em lên F1 Store để mà chúng ta gắn luôn. Ba cái lắp ráp này thì mình sẽ free cho anh em hết. Ok, thank you anh em. Cắm cái đầu cáp USB A nè vào trong đây nè. Rồi cái chui sạc của mình cắm vào điện thoại của mình. Rồi kẹp trên đây, chạy vi vu cho tới Hà Nội nó vẫn không hết pin ha. Wow. Rồi ok. Thì còn cái clip của cái Bose 50RR nè, mình sẽ gửi anh em vào những ngày tiếp theo. Và mình nói luôn, cây bô tổng thiệt hại lên cây bô này á, thì có nhiều anh em hỏi quá thì mình nói thẳng luôn, chứ thực sự mà ngồi rep từng comment của một số anh em thì rất là nhiều, mình không có nhiều thời gian. Cây bô này nếu mà anh em mua zin á thì mới á, mới ken thì tầm khoảng độ 4 triệu 1 triệu 2. Còn nếu mà mua cũ lại á, thì tầm khoảng 3 triệu ngoài. Là lon bô zin nha, là lon bô nha. Đấy là cái cục đó thôi đó, cái cục này thôi này. Mà khi anh em mua về á, thì anh em gắn vào xe mình thì anh em phải chế một cái cổ. Chế cái cổ, chứ không phải là cổ như vậy. Thì cổ của mình thì mình có sẵn cái cổ bầu hơi màng lọc tổ ong inox 304 này rồi. Thì mua lúc trước là 800 ngàn. Nhưng mà cái cổ này vẫn không vừa, phải chế ngược lại nữa là tốn khoảng độ 200-300 ngàn gì đó thì mới gắn vừa cái bô này. Thì để gắn vừa như vậy thì bắt thêm chế thêm cái bát ở trên này nữa. Thì chưa kể đến việc là khi mà anh em gắn cái đó đó thì âm thanh của anh em nghe như là tiếng bô-zin thôi. Tại vì nó sẽ không có cái tiếng nổ gì mà bass trầm ấm hay gì hết. Bắt buộc chúng ta phải đi móc cây bô này. Đấy, đi móc cây bô này thì như anh Tùng hôm bữa anh có một clip để nói rồi á, là móc cây bô này á là không đơn giản là khoan cái lỗ này hay là mở rộng cái cổ này cho nó to ra ha, không đơn giản là vậy. Móc bô này á, nó sẽ là một cái quá trình nó khá là dài, là phải mổ cái bô này ra, sắp nỉ lại bên trong để tạo ra một cái tiếng trầm ấm từ bên trong, mới có bass, mới có uy lực. Rồi sau đó mới mở cái họng này ra chút xíu nữa, nên nó sẽ tăng được cái năng suất của cái bô này phù hợp với xe và tốt hơn. Chứ không phải đơn giản là mở cổ này ra, mở cái này ra là gọi là móc bô đâu. Không phải như vậy, phải sắp nỉ chi ly chi tiết vào. Ok, cảm ơn anh em nha. Quên, móc là 1 triệu rưỡi nha. Ok, tổng thiệt hại là tầm khoảng độ 6 triệu rưỡi nha. Là kể cả tiền móc và tiền cổ luôn. Rồi ok, bye bye anh em nha. Có gì thì các bạn cứ liên hệ Facebook mình trong phần mô tả nha. Mình sẽ dắt anh em lại thẳng F1 Store để mà gắn cái bô Yoshimura. Mình để lại với giá 1 triệu 7 nha.